Tiếp tục các món ngon từ Khoai Môn, hôm nay sẽ là chè khoai môn. Nấu cực kỳ đơn giản luôn. Ai nấu nhiều thì cứ nhân công thức lên nha. Đây mình chỉ nấu là 50g nếp thôi. Khoai môn thì mình dùng là 200g không có tính vỏ, cắt nhỏ ra để cho nó dễ chín. Hấp khoai môn tầm 10-15 phút nè, hoặc ai thích thì luộc cũng được, miễn sao là khoai nó chín là được. Rồi dùng dao hay đũa xăm thử coi thử khoai nó chín chưa. Rồi bây giờ tới làm phần nếp. 50g nếp vo rồi ngâm tầm 1 tiếng. Cho vào nấu cùng với 500ml nước sôi. Nó sôi trở lại thì hạ nhỏ lửa đậy nắp nấu 10 phút. Sau 10 phút nấu đây, cái hạt nếp nó sẽ nở ra như vậy nè. Không khuấy, không đảo nhiều để tránh nếp nó bị nát nha. Bây giờ thì cho hết cái phần khoai môn đã hấp chín vào và nhẹ tay đảo thôi. Nấu thêm 5 phút nữa rồi cho vào chè 55g đường. Độ ngọt này thì mọi người cũng phải gia giảm sao cho vừa miệng. Chứ mà so với chè bên ngoài bán á, thì của mình là lạc hơn nhiều. Rồi nấu chè thì nhớ là dằn thêm một xíu muối nữa. Nấu thêm 15-20 phút nữa là xong. Mình thích ăn cỡ này thôi, nó nguội thì nó sẽ đặc hơn nữa. Giờ làm phần nước cốt dừa. 150ml nước cốt dừa, 20g đường, một ít muối và một ống vani. Ở đây thì mình dùng là nước cốt dừa lon. Rồi đun cho tan đường và nhớ là khuấy đều chứ không thôi nó dễ cháy lắm. Bây giờ thì cho thêm một muỗng cà phê bột năng hòa với nước vào và khuấy chung để cho cái nước cốt dừa nó hơi sệt lại. Rồi vậy thôi là xong rồi đó. Xong một món chè khoai môn cực kỳ ngon. Chan nước cốt dừa vào chén chè nè. Nấu rồi mới biết là nó rất là đơn giản luôn, không có khó một xíu nào. Ai muốn thơm mà màu đẹp hơn thì có thể thêm màu lá dứa nha. Đối với mình thì chè này là ngọt vừa phải, hạt nếp dẻo, miếng khoai thì bùi và rất là thơm. Và hạnh phúc là được ăn ngon.